Và nói tới Sam Bankman Free đó, các bạn đã nhớ là có một cái đợt phẫn nộ cách đây khoảng chừng 2 ngày ngày thứ sáu đó thì các bạn đã nhớ là tuần vừa rồi đó, Sam Bankman Free đã chấp nhận phỏng vấn ở trong cơ hội nghị Deal Book vừa được phỏng vấn bởi Andrew Sorkin và một trong những câu hỏi được hỏi đó là có phải là Sam Bankman Free đang trốn ở Bahamas hay là không? Chứ nếu không thì tại sao lại không về Mỹ? Thì Sam lúc đó đã trả lời là không phải đâu tại vì Sam đã ở Bahamas trong thời gian hơn một năm qua rồi tại vì trụ sở chính của sàn FTX ở Bahamas mà chứ đâu phải là trốn đâu nếu như mà quốc hội mời về thì Sam sẽ về Mỹ thì các bạn thấy được là sau đó ngày thứ sáu đó thì uh, chủ tịch của quỹ ban dịch vụ tài chính ở hạ viện đó chính là nghị sĩ Maxim Waters đã lên tiếng trên Twitter là mời Sam mình Free về và cái từ ngữ mà nhiều người không thích đó chính là cái từ ngữ candid này candid người là thật thà đó thì chủ yếu tóm lại là cái bài thuyết này nói là chủ tịch Maxim Waters cảm ơn sự thật thà của Sam thì bây giờ mời Sam về để mà có một cái buổi điều trình vào ngày 13 tháng 12 tại Hoa Kỳ thì các bạn nghĩ là Sam có về hay là không? Nếu các bạn nghĩ là Sam không về, các bạn đã đoán đúng rồi các bạn thì được hôm nay thì Sam đã trả lời là bây giờ đó Sam vẫn đang bận để mà tìm hiểu sự thật những gì đã xảy ra liên quan sang FTX và đây là trách nhiệm của Sam hiện tại Nhưng mà thực ra đâu phải đâu các bạn Sam bây giờ đâu có còn liên quan gì đến sàn FTX đâu Cũng như là Sam bây giờ cũng không còn bất cứ một chức vụ gì Không còn là CEO nữa Thì nếu như nói đây là cái trách nhiệm của Sam Thì có thể là trách nhiệm với bản thân của mình mà thôi Chứ không phải là trách nhiệm với lại công ty đâu Và Sam thì nói là có thể là không thể về Mỹ để mà dự buổi điều chân này ngày 13 Tây Khi nào mà Sam đã tìm hiểu kỹ càng rồi Thì Sam sẽ trở về để mà chấp nhận một buổi điều trình đến từ quốc hội của Hoa Kỳ có nghĩa là Sam không ở về đâu các bạn và cái điều thú vị đây đó là trong thời gian gần đây Sam tiếp nhận rất nhiều cuộc phỏng vấn các bạn nhiều đến nỗi mà thường cũng không thể chia sẻ hết thường chỉ chia sẻ những cuộc phỏng vấn lớn mà thôi như là thường đã từng chia sẻ từng nhiều rồi với các bạn thì chủ yếu nếu như các bạn xem những cái bài tóm tắt về cái uh, buổi phỏng vấn hay là như bạn gọi là đây là cái buổi hạch hỏi uh, từ deal book của Andrew Sorkin hay là cái uh, buổi phỏng vấn trực tiếp đến từ đài ABC khi mà tôi nhớ là George Stamonopoulos đã đến Bahamas để mà phỏng vấn Sam trong cái căn penthouse của Sam và hai cái bài phỏng vấn đó thường đã chia sẻ với các bạn rồi thì nếu các bạn xem những cái bài phỏng vấn đó đó thì những cái cuộc phỏng vấn còn lại cũng tương tự như vậy mà thôi cái mà thường không hiểu đây đó là tại sao lại Sam lại chấp nhận nhiều cuộc phỏng vấn như vậy tại vì những cuộc phỏng vấn đó đó cốt lõi vẫn muốn hỏi một câu hỏi mà thôi là Sam có biết là cái số tiền gửi tới Alameda là tiền của khách hàng hay là không và đã biết khi nào thì đây là câu hỏi mà Sam hoàn toàn không có câu trả lời các bạn lúc nào đó thì đến mấu chốt đó thì Sam cũng nói những câu tương tự đó chính là Sam xin lỗi Sam là CEO thì đã quá lơ là cái vấn đề này đó nhưng mà cái Điều mà nhiều người đó đã nhận ra được là Sam đang trốn tránh trả lời câu hỏi đó và lúc nào đó cũng nói là cái lỗi duy nhất của mình đó chính là không đủ khả năng để mà quản lý cái công ty lớn như là FTX và đã quá phân tâm và không có chú tâm để mà hiểu hết tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng mà nhiều người bây giờ đó thì đã tiếp tục gây áp lực với Sam tại vì bây giờ cho là Sam không biết đi trong một thời điểm đó có thể là Sam thất chức, không hiểu được chuyện xảy ra Nhưng mà câu hỏi là khi nào mà Sam biết Đó là câu hỏi mà cũng không có câu trả lời được các bạn Đây là điều cực kỳ quan trọng Nếu như mà Sam mới đầu đó là không biết đi Và giả sử như cách đây nửa năm thì đã biết rồi Thì đó vẫn cho thấy được là cho dù Sam đã biết Cái sự kiện liên quan tới Alameda Trade lỗ rất nhiều trên sàn FTX Và cái số tiền khách hàng đã mất đi Và đã chuyển hết qua bên sàn FTX rồi Thì Sam lúc đó đã làm gì Nếu như không làm gì hết thì vẫn có tội đó các bạn cho nên đây là một trong mấu chốt mà cho tới bây giờ sam vẫn không có trả lời được còn về uh, lý do tiền của khách hàng đã đi đâu thì bây giờ đã rất rõ ràng là sam trong nhiều cuộc phỏng vấn đó đã ít nhiều gì đã chia sẻ là tiền đã nằm ở bên chương mục của alameda tại sao lại nằm bên đó tại vì uh, tiền thật sự uh, một số tiền đã gửi trực tiếp bên alameda rồi sau đó, đó người dùng thật sự cũng không biết luôn tại vì người dùng chị gửi vào một cái chương mục mà thôi chứ họ cũng không có biết chương mục đó là của công ty nào nhưng mà sau khi gửi đó thì họ lại thấy số tiền của mình hiện lên trên sàn FTX thì họ nghĩ là họ đã deposit vào FTX nhưng mà thật ra họ deposit vào Alameda trực tiếp chứ không phải là sàn FTX thêm vào đó đó thì sàn FTX là cái sàn mà phát hành đồng FTT thì họ dùng đồng FTT đó để mà lắp vào cái khoảng trống của cái số lượng tiền mà họ đã gửi qua bên Alameda. Nếu như mà những số tiền đó là crypto gửi vào trực tiếp thì họ cũng gửi crypto qua Alameda. Và người dùng đó thì họ login, họ vẫn thấy được là bây giờ các bạn gửi vào 10.000, các bạn vẫn thấy được là trên màn hình hiện ra 10.000. Nhưng mà cái các bạn không biết đó là sau lưng đó tài sản các bạn đã bị thay đổi rồi và đã bị lấy đi và tài sản đã bị thay đổi thay vào là đồng FTT. Bây giờ chúng ta ít ra chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi Bây giờ Sam có chấp nhận thêm 100 phỏng vấn nữa Thì chúng ta cũng chỉ biết nhiêu đó mà thôi Tại vì cái mấu chốt thì lúc nào Sam cũng không muốn trả lời Và cứ trả lời lòng vòng như vậy Và nhiều người đó thì cho là Sam chấp nhận phỏng vấn Mà cứ chia sẻ là mình không biết gì Giống như là mình là một người chỉ đơn giản thức trách mà thôi đó. Thì khá là coi thường trí tuệ của những người khác và tuy là nhiều người phỏng vấn Sam nhưng mà một trong những người khác cũng là mấu chốt mà bây giờ đó vẫn không biết tung tích tới đâu cũng như là cũng không có xuất hiện đó chính là Caroline Allison các bạn CEO của Alameda Thì có người đó đã chụp được một tấm hình Các bạn thấy được trên màn hình đó, Thì nhiều người đã xác nhận Đây chính là Caroline Allison Và đã xuất hiện Các bạn có biết ở đâu hay là không Đó chính là xuất hiện ở New York Ở Hoa Kỳ đó các bạn Có nhiều tin đồn là Caroline khi mà sự việc xảy ra đó, thì đang ở Hồng Kông Và sau khi sự việc xảy ra rồi đó, thì đã bay qua Dubai À, nhưng mà bây giờ các bạn đã thấy được là Caroline là xuất hiện ở New York Và thật ra trước đây các bạn cũng đã thấy được thông tin là đã có lần Sam cùng với lại uh, Nisha Singh cùng với lại... Gary Wang cũng đã muốn qua bên Dubai nhưng mà cuối cùng thì đã bị chặn lại ở Bahamas cho nên bây giờ vẫn ở Bahamas nhưng mà Caroline bây giờ lại xuất hiện ở New York thì có rất nhiều những câu hỏi bây giờ thì tại sao mà Caroline lại xuất hiện ở New York và tại sao lại vẫn ung dung mà không bị bắt hay là không bị uh, mời để mà điều tra hay là không bất cứ thông tin nào là Caroline đã trở về Mỹ hết thì có nhiều người nói là có thể Caroline uh, đã hợp tác với là chính phủ của Hoa Kỳ và đã cung cấp những cái thông tin liên quan đến sàn FTX rồi cho nên bây giờ mới có thể là ung dung xuất hiện ở New York và có khả năng nhiều người nói là Kelly có thể là đang chỉ ngón tay ngược về Sam hiện tại và là người chỉ điểm thường không biết đây chỉ là những giả thuyết mà thôi thường chỉ muốn chia sẻ những thông tin mới nhất với các bạn và nhiều người nói là sam cứ liên tục nói là mình không biết gì về những cái sự kiện xảy ra nhưng mà điều đó cũng hoàn toàn không có đúng khi mà nhiều tài liệu cho thấy đó là alameda là công ty cũng là sam là chủ luôn chiếm 90% của phần của Alameda và là công ty mà Sam đã gây dựng. Rồi sau đó Alameda đã trade trên sàn FTX, và không như vậy đó, mà cũng chính là Alameda là công ty của Sam, cho nên trên sàn FTX đó đã không có đi theo quy định margin. Có nghĩa là Alameda hoàn toàn có thể mượn cái số lượng margin nhiều hơn người khác và đã từ ngày đầu tiên rồi. Thì nếu như mà Sam nói là không biết thì cũng không hoàn toàn hợp lý. Tại sao lại không biết? Trong khi mà Sam cũng là chủ của Alameda và Anamida lại được có cái phần trăm vay mượn cao như vậy ở trên FTX và không bị thanh lý nói chung thì phần lớn mọi người không có tin những gì Sam chia sẻ một số người không biết là lý do gì nhưng mà cũng tin những lời mà Sam chia sẻ trong đó chúng ta cũng đã thấy được là Bill Ackman nói là tin những gì Sam chia sẻ chúng ta có Kevin O'Leary cũng tin những gì mà Sam chia sẻ các bạn có tin hay không các bạn comment ở bên dưới rồi chúng ta cũng có một cái thông tin khác Có thể các bạn xem đây là thông tin tốt tôi cũng hy vọng là như vậy Thông tin này đó là đến từ luật sư biện hộ của công ty Ripple Thì đây là update liên quan tới cái vụ kiện giữa ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ là SEC với lại công ty Ripple Thì dựa theo tài liệu đến từ luật sư của Ripple đó Họ nói là bây giờ thì tất cả coi như đã xong rồi những gì mà cần phải nói đã nói những chứng từ cần phải giao đã giao cho cả hai bên luôn các bạn giữa họ và SEC đã giao nạp tất cả những gì cần thiết cho thẩm phán rồi bây giờ chỉ chờ đợi thẩm phán ra quyết định mà thôi sự kiện này nó sẽ kết thúc như thế nào ai thắng ai thua và Ripple có phải là chứng khoán hay là không thì bây giờ đó ở bên Ripple họ vẫn có lòng tin họ nói là họ đã bảo vệ XRP và họ nghĩ là cái phần trăm thắng của họ vẫn đang rất cao chúng ta sẽ biết sớm mà thôi tại vì dựa theo thông tin đến từ Ripple đó thì thẩm phán Torres sẽ đưa ra quyết định liên quan đến cái sự kiện này đó là trước ngày 9 tháng 1 năm 2023 các bạn. Các bạn thấy được bây giờ đã là ngày 4 tháng 12 rồi, trong vòng một tháng nữa thôi. Sự kiện này cuối cùng cũng đến hồi kết rồi và đương nhiên cho dù các bạn nghĩ sao về Ripple XRP, các bạn vẫn muốn là công Ripple đó có thể tháng được vụ kiện này để đẩy lùi SEC chứ nếu không SEC sẽ càng lộng hành hơn nữa các bạn. Nếu như mà Ripple thực sự thua kiện thì thùng nghĩ là nhiều công ty khác đó sẽ gặp rắc rối đó. Tại vì Ripple là một công ty mà có rất nhiều tiền. Các bạn nên biết là trong vụ kiện này đó hơn gần như là hai năm qua rồi các bạn họ đã bỏ gần như là hơn 100 triệu đô la, một triệu đô la tiền pháp lý chỉ để chống lại SEC mà thôi và thùng thấy. Nói với các bạn là không có bao nhiêu những cái dự án bây giờ mà có dư hơn 100 triệu đô la để mà lo dù kiện tụng với lại SEC đâu thì đối với cái tình hình hiện tại của crypto đó sau cái sự kiện của FTX đó, chúng ta bây giờ đã thấy có một cái sự thay đổi như thường đã chia sẻ với các bạn cái đây vài ngày đó là trước đây khi mà nói tới những đồng nào không phải là chứng khoán đó thì rất nhiều người ngay cả chủ tịch của CFTC các bạn ban quản lý hợp tương lai của Hoa Kỳ cũng đã nói là Bitcoin và Ether là hai đồng mà không phải là chứng khoán là hai đồng hàng hóa nhưng mà sau đó thì ngay cả CFTC cũng đã nói là chỉ Bitcoin bây giờ mà thôi Ether đó thì vẫn là một câu chấm hỏi và Ether lại là cái mấu chốt quan trọng trong cái vụ kiện này. Hy vọng chúng ta sẽ biết thêm thông tin khi mà cái vụ kiện này kết thúc về thẩm phán nghĩ sao về Ethereum và áp dụng những cái suy nghĩ đó liên quan tới XRP là như thế nào. Và ngay cả hôm nay đó chúng ta cũng có một cái thông tin Thông tin này đó là đến từ Thượng nghị sĩ John Boozman Thì Thượng nghị sĩ John Boozman nói đó là cái sự kiện của sàn FTX Đã chỉ ra được là chúng ta cần phải nên có luật để mà bảo vệ người dùng Và thêm vào đó đó thì Thượng nghị sĩ John Boozman cũng như là Chủ tịch CFTC Nói là rất rõ ràng Bitcoin là một cái hàng hóa không phải là chứng khoán Và vì lý do đó đó thì cái quyền quản lý Bitcoin phải giao cho CFTC có nghĩa là cái ban quản lý hoạt động tương lai của Hoa Kỳ chứ không phải là SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. thì đây cũng là một điều mà chúng ta muốn thấy, chúng ta muốn thấy là quyền lực bị tước đi bởi SEC các bạn, tại vì SEC thực sự là một cái đơn vị không tốt cho crypto. chúng ta được là rất nhiều những người ủng hộ đến từ quốc hội đến từ những cái đơn vị khác ngoại trừ là SEC. chủ tịch Gary Gensler một người mà không biết vì một lý do gì đã liên tục đàn áp thị trường này từ khi mà nhậm chức tới bây giờ và không phải thông tin nào cũng xấu đâu các bạn thấy được là rất rõ ràng sau cái sự kiện của ftx ấy, thì chúng ta chỉ nghe nói tới là cần phải có luật cần phải có luật nước nào cũng như vậy hết chúng ta không nghe nói bất cứ một nước nào mà đang ủng hộ crypto đột nhiên lại quay đầu và nói là chúng ta bây giờ nên cấm crypto đây là một cái điều mà rất là đáng nói các bạn các bạn thấy được là nhiều người cho là sự kiện ftx sẽ dẫn đến là nhiều quốc gia sẽ quay lưng với thị trường này nhưng mà không phải sự thật là nhiều quốc gia lại muốn gấp rút hơn đưa ra luật để mà quản lý thị trường này và vẫn tiếp tục ủng hộ thị trường crypto này. Crypto đương nhiên là một cái thị trường có tiềm năng cũng như là có nhiều cái rủi ro rồi, thị trường nào mới cũng như vậy hết các bạn. Chúng ta nhớ lại những ngày đầu tiên của Internet thì các bạn thấy được Internet lúc trước cũng có rất là nhiều những cái lừa đảo. Hồi xưa đó, cách đây không lâu đi, chúng ta đã nói tới cách đây 20 năm đi, năm 2002 thì tôi có thể hỏi các bạn là bao nhiêu bạn hay là các bạn có biết là ba mẹ các bạn có mua đồ trên mạng hay là không? các bạn thấy được là thương mại điện tử đó lúc đó cũng có rất nhiều lừa đảo luôn các bạn trả tiền thì họ có thể là ăn cắp cái thẻ các bạn rồi sử dụng cho những việc khác hay là các bạn trả tiền xong họ không có gửi đồ tới các bạn hoàn toàn không được cái sự bảo vệ nào hết nhưng mà sau khi mà có những cái luật rõ ràng hơn thì chúng ta bây giờ mới có Amazon mới có eBay mới có những cái công ty thương mại điện tử đồ sộ như vậy và thương mại điện tử thực sự đã giúp ích được rất nhiều người các bạn thấy được là chúng ta có thể ở nhà và mua đồ online là một cái điều rất là tiện lợi Crypto cũng như vậy các bạn thường nghĩ là crypto thì cũng đang trải qua những cái sự kiện tương tự Và như thường đã chia sẻ với các bạn, những ai mà thích crypto thì vẫn thích crypto, những ai ghét crypto thì vẫn ghét crypto Những luật nào mà liên quan crypto đó thì những người mà đứng sau những luật đó vẫn đang sử dụng cái sự kiện FTX để mà thúc đẩy Cho nên thường sẽ lặp lại là sự kiện FTX nó giống như thay đổi rất nhiều trong thị trường crypto này nhưng mà nhìn lại thì cũng không thay đổi gì hết vì lý do thường vừa chia sẻ với các bạn và không phải thời điểm bây giờ đó là một cái thời điểm mà ai cũng chán nản đâu các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái số lượng ví của BTC mà có ít nhất là một bịch khôi thì ít ra trong những cái thời điểm mà giá cả không tốt này đó các bạn thấy được đã cho nhiều người cơ hội để mà thực hiện được cái kỳ vọng của họ là có thể lưu trữ được một BTC là một trong những thành quả rất đáng nói các bạn một bitcoin bây giờ đó vẫn là hơn 17.000 đô các bạn hơn 17.000 đô một con số rất là lớn đối với nhiều người. Cho nên bất cứ ai mà có thể tích lũy được một BTC đó đối thuận vẫn là một thành tích rất là đáng kể các bạn, không phải là dễ đâu. Không phải cũng có thể làm được và các bạn thấy được là những cái thời điểm giá không tốt đó thì cho những người bình thường một cái cơ hội để có thể thực hiện được cái mục đích của họ và chúng ta đã thấy được là cái đường màu cam này đó thì vẫn tăng trưởng thời gian và thật ra tốc độ tăng lại càng nhanh hơn các bạn thấy được là có thể là nhiều người lo sợ và rời khỏi thì họ đã rời khỏi rồi những người mà ở lại các bạn thấy được là vẫn tiếp tục tích lũy và tích lũy và càng ngày lại càng có nhiều ví có hơn một BTC và chúng ta cũng có một cái thông báo đến từ Stray các bạn Stray là cái ứng dụng mà, mà sử dụng mạng lưới Lightning Network đó Ứng dụng mà các bạn có thể sử dụng để mà gửi tiền với cái phí rất là thấp ở trên mạng lưới của BTC Thật ra đây là mạng lưới tầng 2 Mạng lưới này Network cũng là cái mạng lưới mà được sử dụng bởi Salvador và một số những công ty khác. Thì công ty Strike đó đã đưa ra một cái thông báo là khi mà họ nhìn vào tháng 11 mới đây đó, tháng 11 là một cái tháng mà các bạn thấy có rất nhiều những cái sự kiện lớn xảy ra. Nhưng mà các bạn có biết là những cái nơi mà chấp nhận thanh toán bằng BTC đó mà sử dụng mạng lưới của Strike, thì 90% của tất cả Bitcoin đã được rút vào ví của họ chứ không phải là đổi ra đồng đô la. Đây là điều rất đáng nói luôn. Có nghĩa là trong cái thời điểm này, những cửa hàng mà chấp nhận thanh toán bằng BTC đó họ hoàn toàn không sợ bạn. Mà thậm chí họ còn nhân cơ hội này để mà tức lũy Bitcoin nữa. 90% là đã đưa vào ví riêng của họ chứ không có phải là đổi ra thành đồng đô la. Đây là điều rất là đáng nói luôn. Họ cũng là những holder các bạn, họ cũng thấy được. Đây có thể là thời điểm rất tốt để mà tích lũy dài hạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got